quý vị và các bạn, để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình mở mục Hỏi đáp pháp luật về bầu cử, phát sóng trong chương trình thời sự tối Chủ nhật hàng tuần. Trong số đầu tiên này, ông Đinh Trường Sơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung liên quan đến tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết cảm ơn ông Đinh Trường Sơn đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, một trong những yếu tố hết sức quan trọng đảm bảo sự dân chủ của một cuộc bầu cử đó là tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Vậy thì xin ông cho biết quy trình đối với người tự ứng cử như thế nào? Ứng cử là quyền của công dân, quyền ứng cử không bị hạn chế. Người được cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ra ứng cử cũng như người tự ứng cử không phân biệt đối xử. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo điều kiện để cho công dân được ứng cử thực hiện theo quyền của mình. Tại Điều 2, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã quy định về tuổi như sau. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi đến ngày bầu cử thì được có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi thì được quyền ứng cử. Và khoản 1, Điều 3, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng đã quy định người ứng cử đại biểu Quốc hội thì phải đáp ứng được 6 tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội và đáp ứng được Điều 7 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương là 5 tiêu chuẩn đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thì nêu rõ những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân bao gồm người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt và người bị hạn chế hoặc mất hành vi năng lực dân sự. 2 là người đang bị khởi tố, bị can. 3 là người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án. 4 là người chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích. 5 là người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ở xã phường thị trấn. Đây là 5 cái trường hợp mà không được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về việc thẩm định hồ sơ đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp. So với khóa trước thì người tự ứng cử đợt này có được tạo điều kiện thuận lợi hơn không, thưa ông? Đối với lại hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân thì chậm nhất là 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021, đó là thời hạn trước 70 ngày so với ngày bầu cử, thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu những người ứng cử phải chuyển biên bản về Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc cấp địa phương. Còn Ủy ban bầu cử các cấp thì phải chuyển danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc cấp địa phương thì thực hiện theo Điều 35 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thì hồ sơ bao gồm đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan tổ chức địa phương và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, 3 ảnh chân dung cỡ 4x6, bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, và người tự ứng cử thì nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội tại Ủy ban bầu cử nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên. Sau khi xem xét nhận hồ sơ của những người được giới thiệu và người tự ứng cử thì Ủy ban bầu cử các cấp sẽ xem xét tiến hành các thủ tục, nếu hợp lệ thì chuyển lý lịch trích ngang và danh sách về Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc cấp địa phương. Và đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội thì Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ gửi một bộ hồ sơ về Hội đồng bầu cử quốc gia. Người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Và lưu ý là những người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương thì phải là người đang cư trú hoặc đang công tác thường xuyên ở cái địa phương đó. Sau khi nhận xem xét hồ sơ của người tự ứng cử, nếu thấy hợp lệ thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang về Mặt trận Tổ quốc cũng như bản kê khai tài sản về Mặt trận Tổ quốc cấp địa phương và hồ sơ thì chuyển về Hội đồng bầu cử quốc gia. Đối với công dân thì mỗi công dân chỉ được ứng cử 2 cấp Hội đồng Nhân dân. Ví dụ công dân mà ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh hoặc là huyện hoặc huyện và xã. Còn Quốc hội thì nếu ứng cử mà
Quốc hội thì chỉ ứng cử một cấp hội đồng nhân dân nữa. Đối với đảng viên tự ứng cử thì phải được cấp ủy tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý đảng viên đồng ý. Cụ thể, đối với đảng viên không giữ chức vụ trong cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể hay hội, nếu tự ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân thì phải báo cáo với đảng bộ, chi bộ, cơ sở nơi đảng viên đang sinh hoạt và được sự đồng ý thì mới được tự ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như hội đồng nhân dân. Đối với đảng viên đang giữ các chức vụ trong cơ quan đảng, nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, nếu tự ứng cử phải báo cáo và được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ đảng cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đồng ý. Một lần nữa thì cảm ơn ông Đinh Trường Sơn đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay.